Xin chào các bạn. Thì video phần 2 này mình làm tiếp video của phần 1. Vì dung lượng của video này quá dài nên mình chia cắt bớt qua, mình quay tiếp ở phần 2 này. Chia sẻ với bạn phần kế tiếp. Thì mình tạo cái nhánh thứ nhất chưa có xong, nên mình tiếp tục uống để cho xong cái phần video của cái nhánh thứ nhất này. Và tiếp đến là mình sẽ chuyển quấn dây cho cái cành thứ hai. Mình chỉnh sửa lại cái cành thứ nhất để cho nó hoàn thiện. Rồi khi đó thì mình mới tiếp tục mà chỉnh sửa đến cái phần thứ hai. Những cái cành chính lớn á, thì mình đã quấn dây hết mà đầy đủ hết trơn rồi. Còn những cái cành nhỏ thì mình sử dụng dây nhỏ phù hợp. Quấn những cành nhỏ thì các bạn nên là chú ý rằng cái tay mình á, ngón tay, ngón cái và ngón trỏ mình phải kẹp vô cái cây để chịu lại cái lực quấn của dây, nên vì thế cái dây của mình nó không có bị gãy. Và cái giống linh sam này nó rất là giòn, nó rất là dễ gãy, nên các bạn phải thao tác nhẹ nhàng thì nó mới tránh được cái gãy cành, gãy chi. Ở cái phần này thì mình cạnh thứ nhất mình cũng muốn cái chi cho nó xè ra về cái, như cái quạt vậy, cây nó mình nó sẽ đẹp. Còn những cành nào mà thừa mình còn tiến hành cắt bỏ, chỉ để những cái nhánh chính, để nhánh chính trên cái cành thôi. Như vậy thì cái cành mình nó vừa thoáng mà nó lại rất là đẹp. Thì cái cành của mình uống á, cũng đã sắp xong rồi. Thì nếu mà xong cái cành thứ nhất thì mình sẽ lên uống cái cành thứ hai để cho các bạn xem. Như các bạn thấy mình quấn dây không, rất là đều, nó không có thưa quá mà cũng không có khít quá. Dây đi với cái cành là một góc 45 độ, nó tạo cái độ mà dày của dây như quấn. Thì mình khi mà mình uống sữa thì mình thao tác đâu thì cái cành nó sẽ đi theo về hướng đó, nó rất là tiện. Mình chỉnh sửa lên một chút nữa thì chắc là cái cành này xong rồi, cũng xong. Thì mình sẽ tiến hành lên uốn cái cành thứ hai và tạo cái ngọn lại cho cái cây để hoàn thiện. Và sau này nó ra cái tán chi đầy đủ thì cây rất là đẹp. Thì các bạn chú ý mà những cái thao tác của mình làm để có gì mà để rút mà kinh nghiệm cho mình nha. Cái co đầu tiên các bạn nên uống ra sao để tạo cái sự cái chiều sâu cho cái cây, nên thấy cái cây mình nó nhìn rất đẹp. Các bạn cái cành thứ nhất, cái co đầu tiên mình phải uống đi xuống. Và cái co thứ hai thì mình đi xuống, nhưng mà những cái co nó không đều đặn nhau nó mới nổi cái cây mình lên và nó đẹp cái cây mình. Còn mà uống điều đặn thì nó rất là xấu cái cây. Thì quấn thì mình quấn cho quấn dây mình phải đi hết cái đoạn dây luôn rồi mình tiến hành phá dây. Như vậy thì khi mà mình tháo dây ra cái cạnh nó không có trả về chỗ cũ. Khi mà mình không có phá đầu dây á thì cái cạnh nó ưa có bung về, nó sẽ trả về chỗ cũ. Cái thực này là mình uống theo 3D luôn nha các bạn. Nó có sự nhìn lên, nhìn ở trên xuống thì nó cũng có sự lượn lắc của cái cành. Nhìn nó trước tới thì nó cũng có sự là lên xuống. Và ở sau lên thì nó cũng có sự uốn lượn nhấp nhô của nó. Bởi vì cành nhìn rất là đẹp. Đó. Khi mà quấn những cành nhỏ mình chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ thôi, mình cầm cái cây lại mà mình quấn dây đi. Các bạn chú ý là vậy, nên quấn dây đi thôi nha, chứ không đừng có mà xoay cái cành của cái cây đi theo, vậy thì nó sẽ làm dập vỏ cây và nó rất là dễ chết. Thì mình tiến hành là chỉnh sửa lại cái cành đầu tiên cho nó hoàn thiện luôn nha các bạn. Thì những cái cành nào mà còn thừa thải thì mình tiến hành bấm bỏ đi. Mình đang danh cái cành lại, đang cho nó tròn, cái cành nó trong nó sẽ đều đặn đẹp hơn. Thì cái cành thứ nhất á mình cũng đã gàn làm sắp hoàn thiện này, chỉ còn chỉnh sửa lại chút nữa là nó sẽ hoàn thiện. Mình tiếp nha, mà làm tới cái cành thứ hai. Cái cành thứ nhất này nè, mình cho nó xòe về ngang, và cái cành thứ hai á nó mình cũng sẽ về đối diện lại. Còn hai cái cành trên mình sẽ cho nó cành một xè ra trước và một cành xè ra sau, thì nó sẽ tạo nên một cái cây nó kín tàn. Thì cái cành thứ nhất mình đã tạo xong, bây giờ tiếp theo là mình sẽ tạo lại cái cành thứ hai. Đầu tiên thì mình cũng quấn dây mà cho nó đi theo về phía chiều kim đồng hồ. Chúng ta quấn từ đầu ngọn cho đến cuối ngọn luôn các bạn. Còn cái phần sau này nếu có phần nào nó còn dư chúng ta sẽ bấm bỏ. Như thế thì nó mới đẹp được cái cành của cái cây của mình. Thì cũng như mình đi dây ở cái cành thứ nhất, cái cành thứ hai thì cũng phải đi hết dây cho tới cái đầu ngọn. Thì cái kỹ thuật này mình chia sẻ với những cái bạn nào mà mới biết chơi, với thích chơi mà làm những cây bonsai, thì mình chia sẻ chút ít kinh nghiệm của mình cho các bạn về kỹ thuật quấn dây và tạo táp một cây bonsai. Vì cái cạnh thứ hai này nè nó hơi to nên mình cũng phải đi dây thêm nữa các bạn. Mình sẽ quấn thêm một cọng dây nữa để mình hết cái chiều của nó. Cái chiều mà cái cạnh lớn thì mình sẽ chẻ ra những cái nhánh nhỏ hơn đó. Mình đang quấn thêm một cái nhánh nhỏ hơn, bởi vì cây rất là nhiều nhánh. Những cái nhánh mà lớn thì mình đi dây lớn, những cái nhánh nhỏ thì mình đi dây nhỏ để phù hợp cho cái nhánh. Thứ nhất là mình dễ thao tác, cái thứ hai là cái chịu lực của cái nhánh nó dễ uốn hơn. Nếu mà mình dây nhánh nhỏ mà mình dùng dây lớn thì cái dây là cái nhánh nhỏ nó rất là dễ gãy. Tại vì cái dây lớn mình phải dùng lực lớn hơn. Thì cái nhánh thứ hai này mình cũng đã vô được một số dây nhôm này, còn một số dây nhôm mình vô xong nữa thì mình sẽ tiến hành là chỉnh sửa lại cái tán cho cây này. Là mình sẽ tiếp để cái nhánh thứ hai, thứ ba và thứ tư là để cho nó thành một cái tàn kính, nữa là xong cây bonsai rồi nha các bạn. Cây linh sam lá gí này mình chỉ chơi được những cái cây bonsai mà để bàn đồ, tại vì lá nó nhỏ. Mình chỉ chơi được những cây bonsai mini thôi, nó mới đẹp. Chúng ta tiến hành quấn dây, quấn cho hết những cái chi mà chúng ta đã, những cái chi cành mà chúng ta sử dụng hết, chúng ta đều vô dây hết thì chúng ta tạo nó sẽ được đẹp hơn. Không nên bỏ những cái cành chi nào mà thừa ra nha các bạn, chỉ cắt bỏ những cái cành chi mà chúng ta thấy nó làm mắt thẩm mỹ của cái cây, cái tàn thôi. Còn những cái cành mà chín mà chúng ta giữ lại thì chúng ta nên quấn dây vô hết.